AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay cho bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai chiến thuật có tên là Merge Heroes. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhé. Con game này thì các bạn hãy tải game ở trên Google Play App Store. Thì đầu tiên các bạn thấy là con game này thì nó sẽ có đồ họa 2D và chơi theo kiểu màn hình dọc. Đại loại là cách chơi cũng khá là quen thôi. Chúng ta sẽ triệu hồi ra lính này, và những cái lính giống nhau ấy thì các bạn thể ghép lại để chiến đấu. Đó, các bạn gọi hero ra và hero sẽ chiến đấu với kẻ địch. Đó, đánh theo kiểu màn chơi đấy. Cái này nó như kiểu là auto chat đấy anh em. Đây, các bạn sẽ kéo thả ghép những hero giống nhau và cùng số sao lại với nhau để ghép lên 2 sao. Rồi hai hero 2 sao để ghép lên 3 sao, cứ như vậy. Thì nó như kiểu là dạng game như kiểu là auto chat đấy anh em. Kiểu như thế. Rồi, game có đồ họa 2D rất là theo phong cách hình ấy, rất là đẹp và dễ thương. Rồi, chúng ta sẽ gì đã? À, warrior sẽ cho lên phía trước nhá. Đấy, điều chỉnh sắp xếp vị trí đứng của các bạn, để điều chỉnh và sắp xếp vị trí đứng của heroes. Mỗi một hero thì nó sẽ có vũ khí và khả năng chiến đấu riêng. Đây, chúng ta lại triệu hồi này. Đó, lưu ý là cứ giống nhau thì bạn thì ghép vào. Kéo thả, sắp xếp vị trí đứng sao hợp lý nhất. Rồi, các bạn sẽ để triệu hồi được hero, các bạn sẽ cần một cái đồng tiền nhé. Đấy, sau mỗi ván đấu thì các bạn sẽ được tặng cái đồng tiền đó và các bạn thể gọi ra heroes. Nói chung là cách chơi thì cũng khá dễ hiểu thôi. Đây, chúng ta sẽ rớt cả trang bị này. Thì các bạn, mỗi loại trang bị nó sẽ phù hợp vào những cái đơn vị lính khác nhau. Chọn ở đây. Đây, chúng ta sẽ kéo và lắp vào cho hero phù hợp nhất. Đó, cũng lắp trang bị. Rồi, gọi thêm lính nhá. Hiện tại là mình được tối đa 6 lính ra trận. Đấy, tối đa 6 lính ra trận thì các bạn tính toán ghép làm sao cho phù hợp thôi. Nói chung là con Merge Hero Plus Rush này thì cũng khá là thú vị đấy. Đơn giản dễ chơi nhưng mà sẽ làm rất là bánh cuốn. À, có cả ghép trang bị luôn anh ạ. Ôi, có cả ghép trang bị luôn này. Ghép, đây, lên hero bạc này. Nó như kiểu 3 sao đấy anh em. Tiếp tục nhá. Đấy, cái việc ghép và nâng cấp hero cũng rất là quan trọng. Đặc biệt là lắp vũ khí vào cho hero của bạn. Bởi vì càng lên ải cao mình thấy là quái nó sẽ càng trâu ấy. Đây, chúng ta sẽ boss xuất hiện này. Nó bảo là sẽ boss xuất hiện và chúng ta sẽ không lắp được thêm ạ. Đây, mình sẽ gọi thêm các hero mới này ghép lên này, 3 sao này. Mình cứ gọi là 3 sao đi cho anh em dễ hiểu. Thay thế đấy, ghép lên 2 sao này. Rồi, bắt đầu. Đó, cái việc nâng cấp hero rất là quan trọng nha anh em nhá. Đấy, có những cái lượt đánh là gặp boss ấy, nó rất là khỏe. Không nâng cấp là không đánh được đâu. Rồi, chúng ta đã qua màn chơi đầu tiên. Đại loại thì con Merge Hero Rush này cũng khá thú vị. Đây, chúng ta có tính năng triệu hồi này. Hero Card. Chúng ta sẽ có thêm hero mới, Epic. Và vị trí là Archer. Đây, các bạn hãy xây dựng đội hình nhá. Tối đa một đội hình của bạn là 6 tướng thì các bạn thể thay thế, nâng cấp và thay thế. Đấy, ưu tiên là sử dụng những cái hero mà có phẩm chất xịn xò hơn. Rồi, và tiếp tục chiến đấu. Nói chung là cách chơi con Merge Hero Rush này thì nó khá là dễ hiểu. Nó chơi như kiểu là game auto chat ấy. Đấy, thả lính các thứ. Nhưng mà các bạn sẽ xây dựng đội hình từ trước. Một tối đa này các bạn để cho 6 tướng ra trận. Đấy, nó sẽ gọi ngẫu nhiên ra này. Đấy, các bạn để ghép vào. Bắt đầu. Game hay đấy. VIP hoặc là các bạn qua chương thứ 5 thì nó sẽ mở tăng tốc thì nó sẽ nhanh hơn. Ok. Đấy, round 3 này thì nó sẽ có hòm. Hòm thì mở ra trang bị, các bạn lắp vào cho nhân vật của mình. Đấy, có trang bị mới này. Đấy, vứt vào cho nhân vật nhá. Ghép này. À, cái này là giống sao rồi. Ok, đấy. Cứ cho đủ 6 tướng ra trận đã, còn ghép sau. Nói chung là cách chơi đơn giản dễ hiểu mà. Mình nghĩ là ai cũng có thể hiểu được cách chơi của con game Merge Hero này. Đấy, lắp vào, mình sẽ cho lắp vào tanh này. Triệu hồi ra tiếp này. Ghép này, 3 sao này. Cho ra đây, ghép lên 2 sao.
Đấy, tí nữa mình sẽ ghép lên 3 sao nhá. 3 sao là cái sao bạc ấy. Thậm chí là lên 4 sao, 5 sao cũng được. Tùy thôi. Nó cũng... À đây, gọi thêm trang bị này. Ồ, có thể mua được à? À, cái này có thể mua, dùng dùng bạc để mua vũ khí nếu các bạn cảm thấy cần thiết. Ghép lên 3 sao này. Ghép lên 2 sao này. Đó, cho lính ra. Bắt đầu chiến đấu tiếp. Đấy, cách chơi hay đấy. Mình thấy là bánh cuốn nhá. Không biết anh em cảm nhận thế nào, nhưng mình cảm giác chơi rất là bánh cuốn luôn. Triệu hồi tiếp này. Rồi, tiếp tục chiến đấu. Một sao ra ít, không ra cái con pháp sư búp máu nhỉ. Mình thiếu một con pháp sư búp máu này. Toàn ra mấy thằng cận chiến này. Không sao, vẫn đánh được. Để ý nhá, round 10 là round boss này. Các bạn phải để ý này. 2 sao. Rồi, lại hết hết xu rồi thì không thể gọi thêm tướng. À, quái bắn càng ngày càng đau anh em ạ. Không nâng cấp là không đánh nổi. Đây, được tặng thêm trang bị xịn hơn này. Ui, cộng 10 silver coin này. Đây, các bạn sẽ có rất là hay là sẽ được tặng thêm 10 xu này. Hoặc là các bạn thể ngẫu nhiên tăng tăng sao cho một hero. Mình sẽ cộng lại lấy thêm 10 xu đi. Rồi, mình sẽ triệu hồi hết ra. Ui, cả đống này. Đây, con đang ghép ra lên thôi. Đấy, ghép sao cho nó phù hợp nhất với anh em. Ờ, tối đa 6 tướng đúng không? 3 sao này. Rồi, tạm thời vậy đã. Mình sẽ ưu tiên số sao trước ấy. Đấy, cái này là chiến thuật của mỗi người thôi. Cái này là phụ thuộc vào chiến thuật của mỗi người. Ôi, boss này đấy anh em ơi. Sao toàn ra thằng này ấy nhỉ? Thôi cũng được. Đây. Ui, lên 2 sao bạc luôn. Khủng luôn, hàng khủng luôn. Ờ, cái này có bán được không? Ờ, bán được này. Đây, bán để lấy xu ra triệu hồi này. Ồ. Đấy, hiện tại làm như vậy. Thôi, nói chung là tùy mỗi người tính toán thôi. Ôi, boss rất là trâu nha. Đấy, có khi cẩn thận lại thua ấy. Ồ, không thua được, may quá. Nói chung là đây là những cái ải ban đầu thì nó cũng khá là dễ thôi. Càng ngày nó càng khó, bạn sẽ phải nâng cấp hero lên. Thậm chí là có những các bạn phải summon ấy, summon ra những con hero xịn xò hơn. Đây, chúng ta có một hệ thống rune này. Rune này thì chắc là bổ trợ. Đây, chúng ta sẽ lắp rune vào. À, nó sẽ cộng thêm các cái chỉ số cho nhân vật của mình. À, rồi, đấy. Đấy, nốt vào nữa nhá. Nói chung là mình chơi đến đây thì các bạn cũng hình dung ra cách chơi của con Merge Hero Rush này rồi. Game khá là hay. Ui, không có tanh này. Ui, nó đứng đằng sau luôn. Hay như kiểu Assassin nhỉ. Đấy, càng ngày nó càng khó luôn. Càng ngày càng nhiều lính rất là phức tạp. À, nó nhảy ra phía sau anh em ạ. Bọn này có khả năng nhảy ra phía sau thì mình sẽ sắp xếp lại nhá. Tức là mình sẽ cho hàng sau của mình đứng lên giữa này. Đấy, cho đứng dưới này để bảo vệ. Vẫn có một tanh ở đây. Đấy, mình thấy là nó nhảy ở phía sau ấy. Ôi, tiếp tục thả lịch. Đấy, một khi các bạn quen nhịp game rồi thì nhanh thôi. Các bạn thấy không? Nó nhảy về phía sau này. Mình sẽ phải... Đấy, các bạn phải nhìn xem là cái địch nó tấn công thế nào. Các bạn bảo vệ. Đây, để mở ra búp này. Attack speed cộng 25%. Chọn cái này đi. Ồ, cái này phải xịn. Lắp vào cung này. Bắn cho khỏe. Lắp vào đây 2 sao này. Rồi, tiếp tục nha. Ui, có thằng lính này trâu này. Nó có giáp. Chúng ta có thể bỏ xu ra mua trang bị. Mua luôn. Đấy, mình sẽ lắp cho tướng của mình. Đây, có phù thủy này. Thay thế vào đây nhá. Đấy, mình sẽ phải đủ các cái lớp nhân vật ấy. Có búp máu này, có archer cung thủ này, có pháp sư thì mới khỏe được. Đánh đau nhỉ. Đây, để đây. Đấy, để thế này có khi hợp lý. Đây, gọi thêm lính này. Và ghép vào nhá.
À, cái việc nâng cấp rất là quan trọng anh em ơi, không nâng cấp là không đánh được đâu. Chưa tăng tốc được này là đánh hơi chậm. Nhưng không sao, tí nữa qua màn chơi thứ 5 thì mình sẽ tăng tốc được. Ôi, quên lắp vũ khí cho thôi không sao. Đấy, game bây giờ mình hiểu rồi thì các bạn thấy là mình sẽ chơi nó quen tay hơn, nhanh hơn. Đây, ngẫu nhiên lên 2 sao một hero này, đấy. Mình sẽ lắp vào đây. Rồi, lính ở đây. Chưa có thì mình sẽ tiếp tục chiến đấu. 2 trên 9 rồi, hình như là bán round sau, round thứ 10 sẽ là boss nhá. Cứ cuối một đây, đúng rồi. Đây, gọi thêm lính này, ghép vào này. Ồ, thằng lính này. Đây, 3 sao này. Cái nào không cảm thấy không ghép được nữa thì mình sẽ bán đi, mình để mình triệu hồi tiếp ấy. Chắc là phải bán thằng này thôi. Ồ, đen đấy nhỉ. Mình muốn ghép ra thằng kia kìa để nó lên đài được rồi, vừa nói xong. Đấy, ok. Rồi, bắt đầu. U, nó chém hàng sau. U, thôi, dụng, 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 dụng. Cày đấy nhở. Ờ, vẫn thắng thôi. Đấy, thì đại loại thì cách chơi của con Mage Hero Rush này thì rất là hấp dẫn nhá. Bạn nào mà muốn chơi thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game. Game thì đã có mặt trên cả iOS lẫn Android. Game rất là hấp dẫn luôn. Chơi nó giống kiểu AutoChess ấy. Đấy, thì bạn nào quan tâm thì có thể tải game và chơi thử. Game này không cần tiếng Việt thì cũng có thể chơi được. Game rất là đơn giản thôi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của Sới Bác nhé. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppKobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye! Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi.